Các bạn thân mến, lý do mà mỗi người ngoại tình thì không ai giống ai, và hai giới thì cũng có những lý do để ngụy biện cho sự không chung thủy của mình khác nhau. Thế nhưng chị em phụ nữ thì dường như yếu tố tâm lý tình cảm là một điểm chung. Đàn ông ngoại tình thường chỉ là ăn chơi qua đường và ham thích những thứ mới lạ, còn khi mà người vợ ngoại tình thì thường có yếu tố tình cảm, do đó người đàn ông dễ bị phát hiện hơn. Ngoài ra, một người phụ nữ ngoại tình thường khó bị phát hiện hơn đàn ông, bởi vì theo như các chuyên gia thì một người phụ nữ ngoại tình về nhà họ sẽ dọn sạch 5 chỗ kín này, đàn ông cần phải đặc biệt chú ý. Và nếu như có thể bắt bài được người phụ nữ ở 5 đặc điểm này thì các anh sẽ có thể thử được độ chính xác về lòng thủy chung của người vợ mình. Điều đầu tiên mà bất cứ một người đàn bà ngoại tình nào cũng sẽ xóa sạch, đó là cố gắng xóa sạch nhất những nghi ngờ của chồng bằng cách vẫn làm tốt vai trò trong gia đình. Phụ nữ đã ngoại tình rồi thì còn khôn khéo hơn cả đàn ông, bởi vì phụ nữ họ thường để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, thế nên trong mọi hành động của họ đều sẽ rất cẩn trọng, từ lời nói cho đến hành động với chồng, hay là một chút cảm xúc nghi ngờ của chồng thôi họ cũng sẽ nhận ra được ngay. Và chính vì họ dễ nhận ra sự khác biệt trong thái độ hay trong hành động của chồng, nên họ sẽ nhanh chóng thay đổi để che giấu cuộc tình vụng trộm của mình. Không ít chị em phụ nữ ngoại tình và vẫn muốn giữ gia đình. Họ ngoại tình như là một cách để giải tỏa bản thân cả về tình cảm và cả về tình dục. Từ đó họ đem nguồn năng lượng, sự mới mẻ về cho gia đình và cho chồng. Dù ngoại tình nhưng vẫn dành thời gian để làm việc nhà và chăm sóc con cái. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ khi ngoại tình chính là một người vợ ngoại tình thì bạn sẽ không bao giờ thấy họ tắc trách với gia đình đâu. Vì phụ nữ dù ngoại tình vẫn nghĩ về con cái nặng hơn đàn ông. Đây là lý do rất khó để phát hiện người phụ nữ ngoại tình. Và người đàn ông, các anh hãy chú ý, đây chính là đặc điểm đầu tiên người vợ sẽ dọn sạch những nghi ngờ trong đầu các anh, bởi vì cô ấy vẫn thực hiện tốt vai trò của mình. Điều thứ hai mà người đàn bà ngoại tình sẽ dọn sạch trước khi trở về nhà, đó chính là dọn sạch những vết tích ngoại tình. Phụ nữ họ có rất là nhiều các phương tiện để có thể dọn sạch những vết tích ngoại tình. Cụ thể nhất chính là mỹ phẩm. Đàn ông ngoại tình thường có những dấu vết mà các anh rất là khó có thể tẩy xóa được ngay, như là vết son hay mùi nước hoa của người phụ nữ lạ. Bởi vì đàn ông các anh đi ngoại tình thì sẽ ngoại tình với những người phụ nữ ít nhất là cũng phải đẹp và thơm, đúng không ạ? Không ai đi ngoại tình với những người phụ nữ hôi hám hay là những người phụ nữ không sạch sẽ cả. Và dù sao thì sau cuộc mây mưa hay bất cứ cách nào, chúng ta cũng vẫn còn lưu luyến mùi của nhau trên cơ thể mình. Thế nhưng người phụ nữ ngoại tình thì dù có những vết bầm tím từ cuộc vụng trộm thì họ vẫn có cách để xóa đi nhanh chóng. Họ có thể dùng những chất gọi là tẩy tế bào chết, kem dưỡng, kem làm mờ bằng phấn nền, bằng phấn đánh của cơ thể. Đàn ông từ đó cũng dễ bị đánh lừa hơn, bởi vì người phụ nữ che đậy quá khéo léo những dấu vết này. Và đây cũng thực sự là một dấu hiệu tôi nghĩ rằng phải người đàn ông nào thực sự tinh tế và thực sự để ý thì các anh mới có thể phát hiện được ra. Điều thứ ba mà người đàn bà ngoại tình dọn sạch sẽ đó chính là vẻ bề ngoài của cô ta. Không giống như những người vợ chỉ muốn ăn mặc đơn giản, thậm chí thì nhiều người còn xòe xòa, người đàn bà ngoại tình thích mình luôn luôn thật là xinh đẹp. Người phụ nữ có gia đình thường không còn quá chú trọng đến đồ đẹp, đồ sang nữa. Họ chọn cách đơn giản nhất để dành thời gian chăm lo cho gia đình và con cái. Đặc biệt là việc ăn mặc đơn giản cũng sẽ giúp cho chị em tiết kiệm trong khoản ăn mặc để còn có thể có tiền để lo những việc khác nữa. Đàn bà ngoại tình thì khác, họ thường xuyên chăm chút cho ngoại hình, luôn muốn bản thân phải thật gợi cảm, phải thật nổi bật để còn thu hút nhân tình. Người phụ nữ với vẻ bề ngoài quá chỉn chu, quá tươm tất, quá thơm tho thì cũng sẽ là một câu hỏi rất lớn. Tất nhiên quyền làm đẹp là quyền của tất cả các chị em phụ nữ, thế nhưng làm đẹp ở một mức độ vừa phải và phù hợp với hoàn cảnh mới là điều mà các chị em nên làm. Và một người đàn bà ngoại tình, việc giữ cho vẻ bề ngoài của mình luôn xinh đẹp, sạch sẽ, đồng thời cũng sẽ xóa sạch những dấu vết về mặt cơ thể hay kể cả là vùng kín sau những cuộc mây mưa với nhân tình là điều mà người đàn bà ngoại tình nào tôi nghĩ cũng sẽ thực hiện. Bởi vì các chị em hiểu được rằng những vết tích trên cơ thể của mình về mùi hay về vẻ bề ngoài sau cuộc mây mưa
nếu như để chồng phát hiện ra thì sẽ không hay một chút nào. Thứ tư, người đàn bà ngoại tình sẽ dọn bằng sạch trước khi về nhà khi đi ngoại tình. Đó là dọn sạch việc chồng có thể điều tra qua điện thoại. Đàn bà thường kỹ tính và kín đáo hơn đàn ông. Người ta đã nói rồi, đàn bà một khi ngoại tình thì còn ghê gớm gấp trăm gấp nghìn lần các anh. Họ tìm mọi cách để che đậy bí mật phản bội chồng của mình. Do đó mà họ thường tạo nhiều nick Facebook giả, nhiều số điện thoại sim giác để liên lạc với nhân tình mà chồng không hề hay biết. Họ không dại gì để mà sử dụng những tài khoản để đích danh, hoặc chi ít là có thể cho bạn phát hiện ra thông qua điện thoại đâu. Phụ nữ họ ghê gớm hơn các anh hàng trăm hàng nghìn lần điều các anh đang suy nghĩ đấy. Điều thứ năm, người đàn bà ngoại tình sẽ dọn sạch khi về nhà. Đó là xóa sạch đường công khai của nhân tình. Khi đàn ông ngoại tình thì họ bị bạn tình đòi danh phận, đòi tương lai. Thậm chí nhiều cô nhân tình không an phận còn sẵn sàng tìm cách phá nát gia đình của người đàn ông, lật tẩy người đàn ông nếu như cô ta không được đáp ứng những nhu cầu. Thế nhưng khi người phụ nữ ngoại tình thì khác. Người tình sẽ chủ động giúp cho cô ấy giữ bí mật và không bao giờ chủ động liên lạc nếu như không được sự đồng ý của người phụ nữ. Bởi vì ai cũng hiểu rằng đàn ông ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình thì điều mà họ muốn nhất là dục vọng, chứ không phải là một người vợ phản bội chồng. Đàn ông các anh cũng gớm lắm, cũng không một người đàn ông nào, dù rằng ngoài kia có tâng bốc người phụ nữ ngoại tình, có khao khát và muốn gạ gẫm người đàn bà lẳng lơ đấy bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng trong lòng và trong tâm can có mấy ai thể hiện được sự tôn trọng với những người phụ nữ này đâu. Bởi vì bản chất những người phụ nữ này cũng đã đánh mất bản thân mình và cũng không đáng được tôn trọng nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi là năm thứ người đàn bà ngoại tình sẽ dọn sạch trước khi về nhà. Một người chồng tinh tế và một người chồng cố gắng để ý thật kỹ thì các anh mới có thể phát hiện ra những điều này. Đó cũng là lý do vì sao một người phụ nữ ngoại tình lại ít khi bị phát hiện đến vậy. Và người ta thường hay đổ tiếng xấu cho người đàn ông đó là chuyên đi lăng trả. Trong khi chị em phụ nữ thì ít khi bị mặc định với thói hư tật xấu này trong hôn nhân. Ngay sau đây chúng tôi xin phép được gửi đến các bạn lời tâm sự của một người đàn bà. Vợ chồng thực sự điều kiện kinh tế rất khá, thế nhưng lại sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của chị ngay sau đây. Chồng tôi là con một, lấy vợ rồi nhưng luôn ở với cha mẹ, nên tính độc lập rất ít, thường chỉ biết nghe lời cha mẹ, không quan tâm bàn bạc việc nhà với vợ. Việc dạy dỗ con cái anh không chủ động mà cũng ngăn tôi thực hiện cái quyền ấy. Mỗi khi có chuyện vui buồn tôi muốn kể cho anh nghe nhưng cũng chẳng có mấy dịp. Hoặc là anh không nghe, hoặc là anh nghe với thái độ rất thờ ơ. Tệ hơn là vì anh làm ra nhiều tiền nên gia đình anh xem tôi như một kẻ ăn bám, thiếu sự tôn trọng. Tôi đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Thế rồi tôi quen một người đàn ông. So với chồng tôi, anh ấy có nhiều điều tôi đang cần. Anh ấy nam tính, mạnh mẽ, quyết đoán, tự lập, có chí tiến thủ và dĩ nhiên tôn trọng và chiều tôi hết mực. Anh hoàn hảo như vậy, nhưng chỉ có mỗi tội là anh đã có vợ. Anh cũng không thật sự hạnh phúc, nhưng anh cũng không có ý định ly dị vợ. Anh yêu tôi và luôn xem tôi như một tri âm tri kỷ, một người bạn đặc biệt. Anh luôn có những lời khuyên để giúp tôi tạo không khí ấm áp và thoải mái trong gia đình. Những khúc mắc trong quan hệ vợ chồng tôi kể cho anh nghe đều được anh tư vấn rất tận tình. Chưa bao giờ anh có gợi ý nào đó đi quá giới hạn. Đôi lần nắm tay tôi cũng đã thấy anh bối rối. Điều đặc biệt là anh có rất nhiều điểm giống với ba tôi, người mà tôi xem như thần tượng. Đó cũng là mẫu đàn ông tôi mơ ước. Tiếc rằng tôi quen anh khi đã quá muộn. Thực sự tôi rất yêu anh ấy. Có anh ấy ở bên tôi cảm thấy mình thật bình yên và hạnh phúc. Dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, mà người phụ nữ nào chẳng muốn được che chở và bao bọc. Nhưng càng yêu anh tôi lại càng thấy mình có lỗi. Tôi viện ra nhiều lý do để chia tay, nhưng cũng chỉ được 1-2 hôm. Nhớ anh quay quắt, tôi lại nhắn tin, gọi điện, gửi email hoặc hẹn gặp anh. Có những lần sau khi nói những lời chấm dứt, tôi biết anh rất buồn và lòng tôi cũng muốn đền bù cho anh bằng tất cả những gì anh muốn. Càng yêu anh tôi lại càng dằn vặt, nhưng càng yêu anh tôi lại càng quan tâm, càng chăm sóc chồng nhiều hơn. Tặng cho anh một chiếc áo, tôi cũng không quên mua tặng chồng tôi một bộ đồ. Hẹn đi uống cà phê với anh
Thế nào hôm đó tôi cũng cố nấu cho chồng những món ăn mà anh ấy thích. Nghĩ đến anh, tôi càng dịu dàng với chồng và hỏi chồng có yêu tôi không, rồi lại chờ đợi những cái vuốt ve. Thậm chí đang nhớ anh, tôi lại càng yêu chồng mình cuồng nhiệt hơn. Nhưng lòng tôi đầy mâu thuẫn, một nửa như hối lỗi và muốn bù đắp, một nửa lại muốn che giấu, một nửa muốn chấm dứt ngay để lòng được thanh thản, nhưng một nửa lại không muốn mất một người đàn ông lý tưởng. Trong tình cảnh này, thà rằng anh đừng quan tâm đến tôi nữa, và thà rằng chồng tôi cứ lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi cứ phải ở giữa hai người đàn ông không có lối thoát. Biết chắc rằng chồng tôi tin tưởng tôi hết mực, thế nên tôi lại càng đau khổ. Thế rồi cái kim trong bọc cũng đến ngày lòi ra. Mọi chuyện đã đến tai vợ của anh. Cô ấy làm ầm ĩ, dọa sẽ báo cho chồng tôi biết. Thậm chí cô còn định bêu giấu chúng tôi với cả cơ quan. Sau nhiều đêm dằn vặt, lấy hết can đảm tôi quyết tâm chia tay anh. Tôi không gặp gỡ, cũng không email, không gửi tin nhắn, mặc cho anh hay than thở tuyệt vọng vì cô đơn ghen tuông. Chừng nửa tháng không thấy anh liên lạc, tôi lại nhớ anh kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ mình nên chấm dứt. Chuyện rắc rối làm tôi buồn rầu và lo lắng. Việc nhà có phần bê trễ, người gầy đi. Chồng tôi tưởng tôi bị bệnh nên luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi. Điều mà trước đây tôi luôn ao ước. Anh bỏ nhiều những cuộc nhậu với bạn bè để về sớm, cùng làm việc nhà với tôi. Anh hay hỏi han chuyện nọ chuyện kia, rồi kể chuyện vui để tôi cười. Bao nhiêu năm lấy nhau, chưa bao giờ tôi thấy mình được chồng yêu thương đến như vậy. Tôi càng thấy mình có lỗi nên càng cố gạt đi những chuyện cũ để chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Đã nửa năm kể từ ngày tôi chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, người ấy bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Còn đối với chồng tôi, dường như sau những biến cố đó, chúng tôi lại biết yêu nhau hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi xin phép chia sẻ với các bạn 5 chỗ kín mà người phụ nữ ngoại tình sẽ xóa sạch trước khi về nhà. Người đàn ông phải cực kỳ tinh tế và phải cực kỳ để ý mới phát hiện ra. Cùng với đó là lời chia sẻ, lời tâm sự của một người đàn bà ngoại tình với người chồng đồng sàng dị mộng. Cũng rất may mắn với chị là đúng là chị đã có những ngoại tình về mặt tư tưởng, cũng đã đến mức đi gặp gỡ và hẹn hò với nhân tình, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi quá tầm kiểm soát và chị đã có thể tìm lại được sự hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, nơi mà đúng chị thuộc về. Hy vọng rằng tất cả ai trong số chúng ta, dù có những say nắng, có những trông tranh bên ngoài, thì bến đỗ cuối cùng vẫn là bến đỗ mà chúng ta cập bến. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.